tình hình sức khỏe của nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan sau khi bị chấn thương sọ não. Theo thông tin từ gia đình, nghệ sĩ cải lương Phượng Loan ngã từ trên xe máy khi đi hết đám cưới, được chẩn đoán chấn thương sọ não, gãy xương má. Được biết, nghệ sĩ Phượng Loan gặp tai nạn tối 19 tháng 5 khi cùng nghệ sĩ Lê Tứ đi hát ở huyện Thái Bình, tỉnh Cà Mau. Đến nơi, do đường đi vào đám tiệc di chuyển khó khăn, Phượng Loan được người đơn đơn vị tổ chức chèo bằng xe máy, còn chồng chị đổ ô tô ngoài đường lớn bất ngờ tạo dài vướng vào bánh xe sau nghệ sĩ ngã đập mặt xuống đường và bất tỉnh lê tứ cùng chồng phượng loan đưa chị vào bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau tại đây bác sĩ chẩn đoán nữ nghệ sĩ bị chấn thương sọ não gãy xương má vào sáng 20 tháng 5, trao đổi với phóng viên anh dũng chồng nghệ sĩ phượng loan cho biết do chấn thương nghiêm trọng nên gia đình chuyển lên bệnh viện chợ rẫy thành phố hồ chí minh để điều trị khi hỏi về tình hình sức khỏe của phượng loan anh dũng nói hiện tại loan đã tỉnh và nhận biết được người thân tuy nhiên loan vẫn chưa nói chuyện được với mọi người do bị gãy xương má bác sĩ bảo phải theo dõi tiếp một thời gian dài để xem tình hình thế nào